jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Em đừng có đánh nữa, nó mới hạnh phúc quá. Anh ra, thôi thế mà. Dạ bây giờ xin mời cô dâu chú rể bước xuống để diện kiến gia đình. Nhá. Những bước chân của cô dâu chú rể từ từ bước xuống. Xin chúc mừng cô dâu chú rể. Rồi, qua cắm kem, qua cắm kem. Tự không có làm gì như đi chợ vậy. Cắt lẹ đi con. Cắt đi. Con thử cắt cái chó lẹ. Cắt chung 1, 2, 3. Rồi, xong rồi đi ăn cơm đi. Anh quay. Làm chi? Anh theo em xuống nhà chút đi. Nè, làm cái gì xuống nhà nữa? Em kêu xuống thì cứ xuống, em có chuyện muốn nói một chút. Nhưng mà chi vậy? Thì kêu xuống, rồi. Xuống đi mau lên. Nhỏ này bày trò gì nữa vậy? Đi, trời ơi đi, nặng quá. Đi nhanh lên. Nè. Chịu cường. Trời lẹ lên rồi. Chi? Gì vậy anh Chi? Ông ngoại, có phải là ông nói sau này á cho con với anh Hoàng cưới nhà đúng không? Thì sao con? Thì ông cho tụi con cưới liền luôn đi. Cái gì? Cái gì? Đi hả? Cho con cưới liền đi, con muốn cưới liền. Cái con nhỏ này. Nói khùng, nói điên cái gì vậy hả? Con không có nói cái gì cho con, chỉ nói là con sẽ cưới anh Kỳ Quang, con muốn cưới. Đi đi, khoảng 10 năm nữa con mới đủ tuổi kết hôn biết chưa? Con muốn chờ tới đó nè, con muốn kết hôn liền bây giờ. Đi ra mẹ con. Chứ con kết hôn đi, con muốn kết hôn. Không biết đâu. Chứ con kết hôn. Chồng ngập con đâu kết ra mày xử nó chứ để nó nằm ăn dạ hoài vậy. Chứ con kết hôn. Đi kết hôn chị. Ôi mà con không, chứ con kết hôn đi rồi con e heo không biết đâu. Rồi con kết hôn. Cái con nhỏ này cái chuyện gì nữa đây hả? Con muốn kết hôn. Làm gì? Kết hôn. Hết nói nổi với cái con nhỏ này mà. Chị à? Sao bây giờ cô Diễm My vẫn chưa chịu gọi lại nữa ta? Con muốn kết hôn, nhưng con kết hôn con biết đâu. Con kết hôn, kết hôn. Con có chịu im đi không hả? Không, cho con kết hôn đi rồi con im, con biết đâu cho con kết hôn. Kết hôn, cho con kết chừng nào nó mới thôi ba cái trò này đấy hả? Cho con kết hôn, cho con kết hôn. Con nằm vậy rồi sao ông vô? Ông đi qua ông hả bơm cho ông trúng thấy chưa? Không biết tại sao này lớn rồi kết hôn chứ vợ có chút xíu rồi kết hôn vậy? Không, con muốn kết hôn bây giờ à. Con chết cho con kết hôn. Con muốn bị quăng ra đường rồi mấy em đúng không? Không biết đâu mà nó đừng có cho kết hôn. Thôi, mệt quá. Tổ chức đính hôn cho nó trước đi. Hả? Ủa? Đính hôn lại gì không? Hả? Em đừng có đánh nữa, nó mới hạnh phúc quá. Anh ra, thôi thế mà. Dạ bây giờ xin mời cô dâu chú rể bước xuống để diện kiến gia đình. Nhá. Những bước
chân của cô dâu chú rể từ từ bước xuống. Xin chúc mừng cô dâu chú rể. Rồi rồi rồi, qua cắm kem, qua cắm kem. Đi qua cắm kem. Không có làm gì như đi chợ vậy. Cắt lẹ đi con. Cắt đi, cắt đi. Cắt. Con thử cắt cái chó lẹ. Cắt chung. 1, 2, 3. Rồi. Xong rồi, đi ăn cơm đi. Dạ dạ, đi đi cơm, đi cơm. Rồi, cắt bánh kem như vậy là đủ lắm. Dạ. Đính hôn hả? Tôi sợ nhà tôi thiệt. Chỉ vì chiều lòng một đứa con nít nhõng nhẽo mà phải tổ chức một cái đính hôn giả. Hết nói nổi luôn. Không tin luôn á. Ủa, đẹp chứ. Xong chưa? Làm đi còn vô ăn cơm nữa. Dạ. Và không để tất cả mọi người đợi lâu, buổi lễ đính hôn của cô Phan Đỗ Lâm Chi và anh Đỗ Kỳ Quang xin phép được bắt đầu. Thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc chỗ nào? Thấy cũng bình thường thôi mà, đâu có vui đâu. Em đừng có đánh nữa, nó mới hạnh phúc quá. Bình ra thôi thôi mà. Dạ bây giờ xin mời cô dâu chú rể bước xuống để diện kiến gia đình. Nhá. Những bước chân của cô dâu chú rể từ từ bước xuống. Xin chúc mừng cô dâu chú rể. Rồi rồi rồi, qua cắm kem, qua cắm kem. Đi qua cắm kem. Không có làm gì như đi chợ vậy. Cắt lẹ đi con. Cắt đi, cắt đi. Cắt. Rồi con thử cắt cái chó lẹ. Cắt chung. 1, 2, 3. Rồi. Xong rồi, đi ăn cơm đi. Dạ dạ, đi đi cơm, đi cơm. Trời ơi, ăn kem con. Khoan khoan khoan. Cắm bánh kem xong thì phải chụp hình chứ. Thôi được rồi, cắt bánh kem như vậy là đủ lễ rồi. Con có chụp hình. Cả nhà mình chụp cô đi, dù sao cũng là đính hôn mà. Ôi rồi, được rồi, chụp hình. Rồi, 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 chụp hình. Chụp hình. Vô chụp hả? Mà chụp hình đó ba. Ba chụp hả? Chứ ai? Ba lấy ba. Trời, sắp hàng vô đi, tôi chụp lẹ đi ăn cơm nè. Trời ơi, nó bụng quá, trời quá đất rồi. Này mấy cứ đứng lên. Ủa, đồ hình đây mà. Rồi, chụp xuống xíu ai. Rồi, đi làm cơm nha. Rồi lên nha. 1, 2, 3. Ê, nhìn cũng đẹp chứ bọn em rể ha. Rể thị á, không có vui cứ giỡn hoài vậy. Con không thích đâu nha. Ê, không chừng sau này ông cưới nó thiệt rồi sao? Không có đâu. Mười lăm năm sau. Mình ơi, em đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi là không được quăng đồ lung tung mà. Bà xã, mình đã trưởng thành, sao lại nạt nộ chồng của em chứ? Như vậy á là hư lắm á. Sao anh muốn thế nào của em vậy? Đồ đáng ghét. Ơi chị, em chỉ giỡn thôi à. Em xin lỗi chị nha. Em xin lỗi chị. Chị con bị lừa rồi nha. Trời, em tưởng gì gốc thiệt không á. Anh kêu con giỡn với tôi trước chị. Mà đi đâu vậy? Em đi học thêm. Ồ. Còn chị đi đâu vậy? Tôi đi siêu thị. Ước gì em được đi với chị. Hả? Ý em nói là chị đi siêu thị mình chắc buồn lắm hả? Hay là
Chị nghe cái này đi. Thôi không cần đâu. Không nghe đi, nghe này vui lắm. Bấm nhạc này nè. Nghe đi nha, nha, nghe vui lắm nha. Cảm ơn cậu nha. Nha, nha. Ừ đó, em nói cho anh biết nha, khi nào mà em bị điên nè, em mất não thì em mới tin anh. Em về rồi đây. Ái My, ngồi xuống đây ăn cơm luôn nè. Ôi đất ơi, cho ai nấu đồ ăn gì nhiều ngon quá vậy? Hôm nay anh Trổ Tài nấu canh chua cho em đó. Em ngồi xuống đây. Ôi canh chua nữa nè, thôi nóng hổi luôn. Cảm ơn Julian nha. Em sẽ ăn thiệt là nhiều, thiệt là ngon miệng luôn, để không phụ tấm lòng của anh Julian. Ừ, ok, nhiều vô. Bạn tìm có việc làm mới chưa? Rồi, tôi đang làm trong shop quần áo á. Nếu như mà tôi làm tốt quá là tôi sẽ được nhận làm nhân viên chính thức luôn á. Tìm được việc làm là tốt rồi, nhưng mà bà phải dành chút thời gian để ngủ. Chứ mà tôi thấy như vậy á, sức đâu chịu nổi. Không có sao hết trơn á, thời gian trước á tôi ngủ nhiều lắm rồi, cho nên năng lượng trong tôi còn nhiều dữ lắm. Bây giờ tôi lo tôi làm, ít ngủ chút xíu không sao. Ồ, là em sống mẹo hả? Là nghĩa sao? Là nửa cuộc đời trước là em ngủ, rồi nửa cuộc đời sau mới bắt đầu đi làm. Sống mẹo á. Thay vì cô ta My sáng ơi. Làm tối ngủ. Tôi tới rồi nè. Cô My ơi. Ủa? Nghe. Ủa, mọi người đang này hả? Chào mọi người. Chào em. Sao em qua đây làm chi vậy? Thì đi học chứ làm chi. Cô mệt hả? Nếu mà thôi nghỉ chứ mất công phiền cô á. Mệt cái gì? Cho dù cô mệt cái mấy đi chăng nữa, cô cũng phải dành thời gian cho cái đứa đệ tử duy nhất này của cô chứ. Cũng được. Nhưng mà dạo này kiếm công việc khó khăn lắm hả? Ừ, khó khăn lắm. Em biết sao không? Tại vì chỗ nào cô đi đến á, người ta cũng muốn kéo cô về làm hết trơn á. Cho nên cô cũng phải rất là khó khăn trong cái chuyện suy nghĩ lựa chọn không biết làm ở đâu. Thấy cô có giá ghê chưa? Mơ đi. Mơ cái gì mà mơ? Mà nè em á, đừng có lo cho cô. Em lo em đi ha. Lớp 12 rồi đó, không ráng ôn luyện ha, thì rớt một cái chết chứ cô biết chưa? Không có đâu, dạo này tôi siêng lắm á. Cô không biết gì hết trơn á. Siêng lắm hả? Siêng. Nếu mà như vậy thì cơ hội em vào trường dân văn của cô là cao lắm đúng không? Vô trường đó tôi thà nghỉ học. Thằng này, sao lúc nào cũng khi dễ coi thường cái trường của cô hết trơn vậy? Tại cái trường đó khi dễ coi thường. Ê, khi dễ thôi đi. Coi thường. Thôi. Nè, đây là giới từ có nhiều cách dùng lắm, cho nên nhớ nhìn cho kỹ rồi làm nha. Rồi em biết rồi. Đây đúng không? Ừ. Giới từ mình dễ nòng súng vô. Đạn. Là gì? À, không có gì đâu. Kệ em đi. Xong rồi nè. Xong rồi nè. Ê! Kính chào quý khách. Kính chào quý khách. Đây phải nhà hàng đâu, kính chào quý khách trời. Thằng này, chọc cô nữa.